quá trình chuẩn bị đầy kỷ niệm của ekip Trại Hoa Đỏ. Ngoài đạo diễn, kịch bản, diễn viên, thì khâu chuẩn bị cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình tạo ra một bộ phim. Theo chia sẻ từ phía nhà sản xuất, dự án Trại Hoa Đỏ đã trải qua 2 năm chuẩn bị, 65 ngày quay, hơn 100 nhân sự liên tục di chuyển đến 20 địa điểm tại tỉnh Lâm Đồng, cùng với đó là rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bối cảnh chính của Trại Hoa Đỏ được dựng thêm trên nền của một khu trang trại nghỉ dưỡng có sẵn ở Bảo Lâm. Tuy nhiên, để tạo ra được một dinh thự đồ sộ, tổ thiết kế 15 người đã phải làm việc suốt một tháng để dựng thêm phần mái lá, vách ngăn, bố trí thêm đồ nội thất, giải cắt toàn bộ trên mặt xi măng sẵn của sân, di rời các công trình trang trí có sẵn của trang trại, dựng thêm một ngôi nhà từ nền nhà kho của khu nghỉ dưỡng và trồng hoa. Việc giữ gìn những luống hoa đỏ được vẹn toàn cũng là một kỷ niệm thú vị. Đoàn làm phim 100 con người với lịch trình chặt chẽ, áp lực về đảm bảo tiến độ sản xuất khiến tốc độ làm việc trên phim trường cũng được đẩy lên rất cao. Những bước chân thần tốc của anh em tổ máy, tổ ánh sáng kéo theo sự lo lắng của anh em tổ thiết kế. Những luống hoa mong manh khi chưa được quay hình sẽ được rào lại và bảo vệ nghiêm ngặt bởi các thành viên tổ sản xuất và tổ hiện trường. Những bối cảnh trong rừng sâu thác cao cũng mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho đoàn làm phim. Có những bối cảnh ở thác hùng vĩ nhưng vẫn còn hoang sơ, ngay cả lối đi cũng chỉ vừa đủ cho một người qua lại. Để có thể tiếp sáng cho đoàn phim vận chuyển thiết bị, làm việc an toàn, hàng trăm que phát sáng đã được trưng dụng và rải đều khắp các nơi hiểm trở ở các bối cảnh rừng, thác đêm. Dĩ nhiên, công tác thu gom, dọn dẹp hiện trường sau đó cũng được thực hiện một cách vô cùng nghiêm cẩn để bảo vệ môi trường và có dịp tái sử dụng. Có lẽ chính nhờ sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ trong từng công đoạn của đoàn làm phim mà Trại Hoa Đỏ có phần bối cảnh hết sức chỉnh chu, đẹp mắt. Bộ phim hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những thước phim mãn nhãn nhất.